Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nỗi khát khao rằng để hiến dâng cho cuộc đời. Vâng, con người giống như những bông hoa vậy. Có những người hoàn hảo làm được những việc người khác không thể làm được, hay chỉ là một người bình dị với những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, thì họ vẫn luôn là những bông hoa tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Vì vậy, sống như những đóa hoa, đó là phương châm sống mà tôi đã hướng tới ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi, Quốc Anh, số báo danh 07, sinh viên năm nhất đến từ trường Đại học Dược, Hà Nội.